Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tiếp. Lật ngược lại bằng lệnh shift cộng. Rồi, tôi sẽ xử lý thân sau bằng cách gì? Tôi copy kích thước ở đây. Các vị trí đây rồi. Ok. Và tôi nối thôi, D sang đây. Đến đây thì các bạn khác gì áo sơ mi đâu. Chỉ có điều là chúng ta chưa vẽ eo thôi. Eo là đường liền thôi. Đấy, để tôi thấy các bạn rằng là chứng minh cho các bạn rằng là áo vest không hề khó như các bạn nghĩ. Tiếp. Ở giữa sau này chúng ta để như nào? Bây giờ chúng ta gì? Lấy cho tôi cái đường sẽ bỏ xẻ cúp ấy. Xẻ cúp lấy từ đường này lên bằng 1/3 thông số. Đây. Từ đường giữa sau xuống đây lên 1/3. Tại sao? Có bạn lấy cao hơn hoặc thấp hơn. Đây. Cao hơn hay thấp hơn sau nó ảnh hưởng đến cái này này, nhìn các bạn nhìn chưa? Đường bổ cúp. Ở đây các bạn muốn mà ngắn hơn thì nó sẽ từ đây lượn đây, thì từ khoảng cách từ đây đến đây nó sẽ bị nhiều. Còn bạn nào lấy bổ cao lên thì khoảng cách từ cái đường bổ xẻ tay về đây nó sẽ ít hơn. Đấy, thế thì cao hay ít cái này không quan trọng nhé, các bạn nhớ nhé. Không có công thức nào yêu cầu là phải bao nhiêu cả, nó phụ thuộc vào cái sở thích của bạn. Hoặc cái thường thường là tôi sẽ lấy 1/3. Có nhiều bạn là ví dụ từ đây xuống đây là 24 thì tôi lên là 8. Các bạn nên lên đây 9 không sao cả các bạn nhé. 10 lên đây cũng không sao cả. Tôi nói lại nhé, nó chỉ khác là cái chỗ đường bổ cúp này sau nó sẽ cách cái đường bổ măng tay này nó nhiều hơn thôi. Đấy. Nào tiếp. Xong. Đây là đường bổ cúp. Ok, tôi lại lối một đường nữa ở đây cho nó chắc ăn. D. Cái phần Optech nó rất hay, là nó có cái đường lượn này, nó đường đường dựng này nó rất là nhanh, nó hỗ trợ chúng ta rất nhiều đó. Xong đây đường bổ cúp này. Tiếp bây giờ cái xác định cúp thì sao nào? Đầu tiên tôi xác định cái này trước nào, rối quá bỏ bớt đi tí làm đâu. Tôi sẽ đường dọc của thân sau à, đường 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 chấp chấp giữa thân sau ấy sẽ lượn như nào nào, các bạn để ý này. Thông thường tôi sẽ lấy vào đây khoảng 0,3 ly. Tại vì sau khi may xong nó hay bị bửa. Thế vậy tôi sẽ lấy khoảng 3 ly. Tiếp tục tôi lại lấy từ đường này xuống. Trừ 1, trừ 8 khoảng là 1/3 nữa đấy. Đó. Và tôi lấy chỗ này giống như cái áo mẫu của tôi nói rồi đây này. Đây cho các bạn hình dung này. Tôi sẽ lấy vào đây này. Lượn từ đây qua đây 1/2 này. Chỗ này phần dưới này chính là đường ngang ngược đó. Đây phần dưới chỗ này tôi sẽ lấy khoảng 2 phân, đây tôi lấy khoảng 2/2 và đây 2/2 chả. Thế vậy chúng ta sẽ lượn đây thôi, lấy đây 1/2, 1.5 này, 1.5 ok. Tiếp lấy đây cho tôi 2 phân, 2 phân đi, quên mất ta phải đánh cái gì, thêm điểm ở đây đúng không ạ. Tiếp tục ở đây 2.5. Đấy. Thì tôi đã nói ngay từ đầu ấy, các bạn để ý là nếu áo này và mặc đối tượng mà người mẫu rất là chuẩn, eo rất là thắt nhỏ thì chúng ta có thể đánh eo sâu nữa vào đây được. Mà mông nó to thì đại ở dưới này trên noe ra, có nghe đây vào đây 2/2 thì lấy dưới 2 phân thôi đúng không. Đây 2 phân đấy, tôi ví dụ thế. Còn nếu mà eo như kiểu eo bánh mì, như eo đẹp như tôi chẳng, eo to hơn mông ấy, hơn cả bụng đấy, thì chúng ta có thể là gì sát luôn đây được. Tại vì sao, mông bụng nó to rồi thì sao mà chúng ta đánh vào đây được, nó chặt chết đúng không. Và chúng ta lượn gì D này, chúng ta vào qua đường đúng cái đường đúng này đấy, qua cái đường này xong lượn dần ạ, giữ ship nhé, qua đây 1,5, qua đây 1,5 xong nhiều nhỉ, nhầm nhầm thôi cứ vẽ đã, qua đây và qua đây à, đây là ngực đây 1,5, chỗ này không phải nào, đây chỗ này 1,5, nhầm nhầm tôi nhầm đấy, đây 1,5 ta đang lấy 2, 0.5 vào
Ok, đó. Chỗ này được 0,5 thôi, quên. Các bạn nhớ đấy, trên ngực này là 0,5. Còn ngực chỗ này này mới giảm 1,5 này. Đó, và đây bắt đầu 2 phân, 2 phân rưỡi. Và bên này sẽ nhỏ hơn. Tại vì eo thì bao giờ có hướng thu vào nhỏ vào và mông đây nó sẽ le ra. Tiếp tục này, ta lấy thêm một đường dựng nữa đó là mông. Mông đối với ao lam thì size M ta lấy ngắn như thanh niên đâu. Chừng 18 đi. Ok đó đây. D này. Ok, đó. Mặc qua nó qua ngắn mông một tí thôi. Vì áo bọn thanh niên nó mặc bây giờ nó xong. Vậy là ta xong cái đường gì, đường của chắp thân sau giữa đấy. Đấy, công thức là một chuyện, còn chúng ta lượn làm sao cho nó thoát đấy. Và đường này hơi gập ở trong, để tí may xong nó sẽ ôm, nó sẽ gập và có cái tránh địa hơi bửa ra phía sau nhìn rất là xấu. Tiếp tục, giờ chúng ta xác định gì, ly à, cái cúp đấy. Nó sẽ chồm sang thân sau một chút như nào mà chồm lên thân sau ở trước như nào. Là các bạn để ý này, chúng ta sẽ lấy 1/3 rộng tổng rộng thân nhé. Rộng thân với ta bằng bao nhiêu nhỉ, 24 đúng không? Ta sẽ F8 lên này, F8 lên, F8 tổng 24 đúng không? Đây 22,5 cộng với 124, ta chia 3 là bằng 8, 8 phân này. Và các bạn lấy thêm cho tôi 0,5 nữa, 0,5 đến 1 đó, là chính là vị trí cúp cúp của cái thân sau, nhớ nhé, nằm ở đây. Tiếp tục, đối với thân trước thì sao, nó sẽ lấn từ đây vào 2,5 bằng chính cái thông số tay ấy. Đây này, các bạn có thể hình nhìn sau đây, các bạn sản phẩm của bạn ra làm ở đây này, chính nó này, từ đường này này lấy ra đây 2,5 chính là cái đường mà gióng tay ta sau này này, nách và tay nằm đúng chỗ này này đó. Đấy, các bạn hình dung này, đó chính là cái điểm đối xứng của tay và lách chỗ này đó, thì chính là nó đó. Các bạn phải biết tại sao lấy ra 2,5 đó. Đây, vậy là ta có cái hình cái cúp rồi, từ đây đây rồi. Tiếp tục thôi, bây giờ chúng ta đánh dấu lại một điểm ở đây. Đấy, các bạn làm học thì các bạn cố gắng là vẽ hình ra, nghe và vẽ hình ra ra giấy á. Tôi làm xong tôi sẽ gửi video cho các bạn thì các bạn sẽ hiểu hơn, nhưng cứ phải vẽ ra theo ý hiểu của mình xem được hiểu được bao nhiêu phần trăm. Xong khi xem video một lần mình sẽ hiểu thêm bao nhiêu phần trăm, và cuối cùng học xong mình sẽ hiểu được bao nhiêu phần trăm. Đấy, cái đấy quan trọng lắm. Tiếp tục là bạn nào tắt mic cho mình cái. Bây giờ các bạn gì, D lượn này. Thế thì bây giờ tôi muốn cái chiết ở chỗ này bao nhiêu, bạn có hồi hình dung cái chiết đây không? Đây là chính chiết đây này, đây này, thân sau lượn ra đây, còn cái cúp sẽ lượn ra đây, bạn muốn cái này bao nhiêu? Thì tôi nói rồi, sau này đây rất tôi đang dạy cơ bản, nhưng mà nó rất khoa học ở chỗ là các bạn có quyền cơ động ở chỗ là gì, khung thì ta vẫn lấy bằng vòng ngực là rộng nhất, còn khi eo lấy vào đây, nếu như eo người mẫu thì ta lấy sâu vào đây một tí để cho eo giảm đi, khoảng cách này lại rộng ra tí nữa thì nó sẽ giảm eo nữa, cái chiếc này to to ra, chiếc to ra khoảng cách sườn hai cái này rộng ra thì eo nó sẽ càng bé đi. Còn nếu mà áo mà mặc mà người đó mông bằng bụng bằng ngực luôn như tôi ấy, thì nó gần như là từ đây đây tí thôi, cho hai cái này gần nhau thôi, cái này ít thôi, còn cái trên này cho 5 ly thôi, 5 ly một phân thôi, để cho gần như là ngực bằng mông đấy. Nó cơ động ở cái chỗ này cho các bạn tùy biến đấy. Chứ đừng có công thức quá nhớ, các bạn học học làm thiết kế chúng ta phải nắm được cơ bản, và quan trọng là khi vận dụng đừng máy móc và công thức đấy, sao cho kết quả cuối cùng là ra phải được cái đẹp thế thôi. Tiếp tục đây, thế thì tôi sẽ lấy trong cái chiếc này, tôi lấy ra đây khoảng phần rưỡi đi, thì đây là 0,75 đấy, tôi ví dụ thôi, còn sau này ta chỉnh. Tiếp tục vào đây, tôi sẽ cố gắng hạn chế ít nhất công thức 0,75. Và eo, và tôi không muốn là cái gì, cái gấu này tôi không muốn thay đổi, thì tôi gì, đây là các bạn, đây này, D giữ ship qua đây, tôi lượn này, không phải qua đây đâu nhá, D này qua đây này,
xong bạn vào đúng giữa này, nó chéo đâu kệ nó, để nó giữ cái gì, giữ luôn thông số gì gấu, và dưới gấu nó sẽ hơi nghe ra. Đây là mông giữ nguyên thông số. Tiếp đây là ta được một cạnh rồi. Đây các bạn ý nhé, chúng ta không nhất thiết phải qua, nhưng chúng ta lượn sao cho dáng nó, dáng của cây đây là dáng của thân gì đây, thân sau. Ok đấy, tiếp còn bạn nào có thể muốn gì, muốn to nữa thì đẩy đuôi vào đây, xong dáng lượn ra đây thì nó sẽ chéo nhiều ra đây, không sao, đấy là do tùy các bạn. Cho các bạn thì cơ động mà đánh thế, lượn này cảm thấy chưa được thì cho sâu tí nữa đi. Đấy, tương tự như vậy. Nào, ta đã xong gì rồi? Đây là của thân gì? Thân sau. Còn bây giờ đến cúp thì sao? Chúng ta không thể bóc cái thân sau trong đây, xong bóc lên cúp như này. Không được. Ở đầu này chúng ta bao giờ cũng cần triệt tiêu đầu vai. Ngày xưa các bạn thiết kế cổ vai thế, chúng ta cũng đánh hơi cong cái đường bổ, coi như tạo một cái chít ẩn đấy. Thì đây chúng ta sẽ bằng cách nào? Chúng ta lấy từ đường này ra, ra đường này, sao cho vuông góc nhé, vuông góc với cái đường cạnh này này. Ra chúng ta sẽ gì, from Simon này. Rồi, tôi ví dụ. Xong rồi ta gì, ta vẽ lại gì, D này. Xong chúng ta vẽ đây này. Tiếp tục. Đây rồi, ta vẽ qua đường chết này, qua đây, ta qua đường gấu và nối thẳng ở đây. Thế vậy sau gấu nó sẽ bị le ra. Đấy. Vòng mông là cố định rồi, còn gấu nó ta có thể le ra và ta chỉnh một chút. Sao cho nó vừa phải thôi, đừng cong quá, vì đây là áo nam. Đấy, ta cắt đi. Vậy là ta xong gì? Cạnh này rồi. Và tí các bạn phải đo xem hai đường này có bằng nhau không. Nếu không bằng người ta có thể hơi xuống một tí này. Đấy, để cho cái cạnh này vào. Và ta vẽ lại gì? Ta vẽ lại cái nách của ta đây. Đấy, đây này. Tí ta phải vẽ lại được nữa đấy, nhưng mà thôi ta vẽ trước đi cho các bạn hình dung ra. Em ạ. Đó. Và các bạn lưu ý là cái góc này phải bằng góc này. Tại sao? Tí ta vơ ta sẽ bóp vào đây, nó sẽ vào đây đúng không? Rồi. Đây tiếp tục. Đây ta vẽ cái chỗ này như nào? Đây ta thêm một điểm đúng vào chỗ này cho tôi. Đây thêm điểm trên đường cong, bao giờ phải chọn curve và grid. Đây thì nó mới giữ nguyên dáng cong. Và ở đây sao? Bây giờ chúng ta lại gì? Vẽ đường sườn đây, chúng ta lại vẽ một đường O đây. Đấy, chúng ta không có nhiều công thức nhé, chúng ta tính toán gì cho nó mệt. Rồi, và tôi muốn là hai đường này chênh nhau bao nhiêu? Tôi lại lấy ra mỗi bên 0,75 hay là 0,65 thôi. Đây đây 0,65 nữa thôi. Phần 3 đấy. Tích vào. Nhớ chọn grid. Chúng ta lại qua đây, qua điểm beo này nhé. Này. O này. Vậy là cái mông người ta không thay đổi thông số. D này. Ta lại vẽ từ đây. Ta trùng một đoạn. Một đoạn ở đây khoảng 2 phân. Xong ta lượn dần. Lượn dần. Đây rồi. Qua đây rồi. Nối thẳng qua mông. Và lại chéo thẳng theo đường nó. Không có cong quá. Tại vì áo nữ đừng, áo nam đừng có ống eo. Đây là của cúp sườn, vậy ta được cái cúp sườn chưa? Đấy. Cắt đi. Dài quá, cắt đi. Ok. Tiếp tục. Ta lại vẽ gì? D. Đây chính là đường sườn của gì, thân trước. Ai rồi ta lượn đấy, qua đây, qua đây là thân gấu.
Ok. Cắt lốt. Đấy, chúng ta đã gì? Xong cái cúp chưa? Đây, chúng ta sẽ chỉnh đây một chút sao nó dáng. Xong. Ok. Vậy mông chúng ta không thay đổi tí nào nhé. Tính như đây thôi. Tính như đây là xong. Tiếp. Đây là thân trước. Và giờ tôi thì có thể vẽ lại đường từ đường này luôn. D. Tôi nói rồi. Ta có thể vẽ lại từ đường này luôn. Thành cái cầu gì? Đây là cái cúp luôn. Để cúp luôn. Vậy ta có thể cắt đường này đi nè. Cắt thằng nách ban đầu đi. Ở đây các bạn vẫn nhớ dáng này. Lượn sao vẫn phải dáng nó trơn giống ban đầu. Và bây giờ ta lượn lại đường này. Thì chính là cúp. Đó. Và ta xóa được cái cúp gì rồi, cái cúp ban đầu ấy. Đây. Và cắt cái đường thừa đi. Đó. Thế vậy ta thay thế được cái đường gì? Đây chính là cái đường cúp. Chúng ta lên đây. Đó. Chúng ta có thể đây cho nách trước hơi sâu một tí nữa đi. Để sao cho cái đường này này lên đây khoảng 0,5 thôi. Đây 0,5 ok rồi. Đây chúng ta sẽ cho đem xuống một tí. Quy xuống đúng đường này. Đấy, ta để ta vẽ lại. Đây, đây xong chưa? Các bạn nhìn chưa? Nó trơn nhìn vậy. Và ta lấy từ đây đây được khoảng 0,5. Ừ. 0,5 xong. Vậy ta đã xong gì? Cái đường gì? Tay. Và nhớ ta chỉnh đi một chút. Đây xong. Đây tôi bóc luôn này. Tôi thử đây này. Ta vòng quắc, ta kiểm tra luôn là sau khi nó may vào đây thì dáng của nó thế nào. Đấy, nhìn chưa? Sau khi may dáng này đấy, ta phải kiểm tra độ trơn của nó luôn. Chỗ này hình như hơi sâu. Đấy, chúng ta đẩy lên như này, ví dụ thế ạ. Đấy, chúng ta phải kiểm tra luôn nhé. Không xong khi may xong rồi dáng nó xấu quá, nó khớp vào xấu, ta kiểm tra luôn. Đấy, ta bóc một đoạn này thôi, đừng bóc hết. Vậy là ta ghi, nhìn dáng trơn chưa? Đấy, cái vét này thì các bạn nhớ là cố gắng là dáng nó phải chuẩn luôn. Càng đẹp càng tốt, trơn tốt, đừng để nó méo. Đấy, vậy ta đã khớp vào đây rồi. Vậy là xong, ta có thể xóa đi rồi. Vậy là ta xong. Cúp trước, cúp sau. Vậy chúng ta có gì? Đây là xong một nửa. Tiếp rồi, ta bây giờ nên xử lý đến cái gì? Thân trước, đây thân sau coi như xong rồi. Đúng không? Ta có thể xóa được này đi này. Đây rồi, xóa đi. Ôi trời, chưa cắt rồi. Ta dùng lệnh cắt. Ok. Và tạo dấu bấm đây. Vậy đây chính là bấm bụng tay đấy. Sau này đó. Not. Sườn, điểm sườn đấy. Xong chưa?